các bạn, gia đình mình và hai anh chị bạn đã tới thành phố Miami của tiểu bang Florida. Bây giờ mình đang ở ngoài sau cái căn nhà mình thuê, đó là B&B. Thì mình sẽ ở đây 3 ngày. Rồi trong 3 ngày đó mình sẽ đi vòng ở vùng Miami này và West. Thì bây giờ mình sẽ quay một vòng này, chỗ này các bạn sẽ nhìn thấy nha, rất là đẹp. Có một cái bến du thuyền luôn, cano. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại màn hình để các bạn xem nha. Đây, mình tới đây đã 5 giờ chiều rồi. Đây là hoàng hôn xuống. Các bạn thấy không? Đây là một cái bến du thuyền. Cano này nó sẽ đi ra biển Miami đó. Đây. Bạn thấy không? Ở đây cũng có dừa, giống như là ở Việt Nam, đặc biệt ở miền Tây. Đây, đây là căn nhà B&B để mà cho du khách thuê đó, ở rất là thoải mái, như là một cái nhà riêng của mình. Mình có bếp núc là này kia đầy đủ để nấu nướng nấu ăn. Rồi bây giờ mình ra ngoài trước cái căn nhà như thế nào nha. Cái này tối ra ngồi chơi nha. Cũng có cái bếp nướng thịt, cái sinh hoạt, thịt gà, có bình gà này. Florida này thì khí hậu rất là tốt như các bạn ha, nắng ấm. Đây là thành phố của tiểu bang của mặt trời đó, Sunrise. Lúc nào cũng ấm áp, không có lạnh lẽo như ở các nơi khác. Này căn nhà mình thuê đây. Đi. Chào con trai. Đây căn B&B. Chào anh Việt. Thấy ok không? B&B tự chơi thoải mái ha, giống như là ở nhà mình ha. Có hai cái phòng, có hai cái phòng ngủ ha. Cách tivi mỗi phòng ha.